chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì tôi đang đứng tại phòng mổ số 1 của bệnh viện thẩm mỹ MCAT. Và các bác sĩ tại đây vừa khắc phục cái tình trạng vòng hai của một vị khách hàng. Và qua hình ảnh này thì các bạn có thể thấy được là cái vòng hai của vị khách hàng này rất là lớn đúng không ạ? Eo cũng không có điểm nhấn, ngoài ra thì chị ấy còn bị rạn nứt ở phần da trên bụng. Và cái cơ thì cũng không co khép lại được. Chính vì vậy nên là các bác sĩ tại bệnh viện MCAT đã tiến hành cái việc mà tái tạo lại cái thành bụng cũng như là khép cơ nội soi. Đây là kết quả sau khi mà các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật ạ. Bụng của vị khách hàng bây giờ đã trở nên săn chắc hơn rất là nhiều rồi. Và cái phần eo ở hai bên, phần eo của vị khách hàng này thì được hút mỡ để tạo cái điểm nhấn. Với cái kết quả như thế này thì ít có thể ai mà nghĩ được rằng là trước đây thì vị khách hàng này có một cái vòng hai rất là lớn như vậy. Đây các bạn có thể xem và so sánh một lần nữa giữa trước và sau khi phẫu thuật ạ. Và cái phần da thừa của vị khách hàng này cũng được các bác sĩ loại bỏ để có một cái bụng thẳng phiêu hơn ạ. Nếu như mà các bạn cũng đang gặp vấn đề về vòng hai của mình và muốn nó trở nên thon gọn hơn thì có thể để lại bình luận dưới video này hoặc là đến trực tiếp tại bệnh viện MCAT, các bác sĩ tại đây sẽ khắc phục cho các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.